Chào và xin cảm ơn tất cả bà con và mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phao mình nha. Thưa bà con, chốt phiên giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì tiếp tục có giảm nha. Bây giờ mình sẽ quay bảng giá cà phê thực tế tại hai sàn, bảng giá cà phê, bảng giá tiêu ngày hôm nay tại các địa phương, các tỉnh xem thì đã đổi ra sao nha. Mong bà con và mọi người lúc nào ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục có giảm trở lại nhé. Giá cụ thể là kỳ hạn nhau ngay tháng 1 năm 2023 thì giảm 22 đô, còn 1.802 USD tấn. Kỳ hạn nhau ngay tháng 3 thì giảm 27 đô. Kỳ hạn nhau ngay tháng 5 thì giảm 28 đô. Kỳ hạn nhau ngay tháng 7 thì giảm 27 đô bà con nhé. Thưa bà con, cùng chiều giảm tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư, giá cà phê tại sàn cà phê Arabica giảm khá mạnh nhé. Giá cụ thể kỳ hạn nhau ngay tháng 12 giảm 9,45 sen xuống còn 106,75 sen trên pound. Kỳ hạn nhau ngay tháng 3 giảm 7,40 sen. Kỳ hạn nhau ngay tháng 5 giảm 6,40 sen. Kỳ hạn nhau ngay tháng 7 thì giảm 6,00 sen bà con nhé. Vậy là chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư cả hai sàn cà phê London và New York đều giảm. Bây giờ đài phù hào mời bà con theo mình theo dõi bảng giá cà phê, bảng giá tiêu ngày hôm nay nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.